Tại sao anh làm vậy hả đồ khốn? Tòa nhà anh cũng đã bán rồi, nên bây giờ muốn loại bỏ kẻ không có giá trị lợi dụng như tôi chứ gì? Vì Sim Su Ren chết rồi nên tôi muốn cô lánh mặt một thời gian. Cô đang làm gì vậy? Đang tìm cái này à? Trên Sơ Chiên, tôi đã nói cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Em yêu hả? Anh đây, anh có chuyện nhờ em nè. Em xử lý một người phụ nữ phiền phức giúp anh được không? Đó là chuyên môn của em mà. Lát nữa gặp nhau rồi nói ha.